Nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về bảo vệ tính mạng, an toàn, sức khỏe của nhân dân. Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương báo cáo tình hình thiệt hại, đề xuất hỗ trợ từ ngân sách trung ương, gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 9 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ. Quan điểm của Chính phủ là chính sách, giải pháp hỗ trợ phải nhanh, khả thi, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, có trọng tâm, trọng điểm, trực tiếp vào các đối tượng bị ảnh hưởng. Trình tự, thủ tục, điều kiện thụ hưởng đơn giản, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, đánh giá, huy động mọi nguồn lực, quản lý và phân bổ hợp lý, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.